Nãy giờ 2 tiếng đồng hồ vô đã nữa. Đừng có đựng để cho vô mắt nha. Về chưa? Thành phố lên đèn rồi kìa. Lặn hả? Muốn con trời lặn. Kìa, lên đèn hết rồi kìa.
Lên gì ơi. Mặt trời dưới đó bị mây nó che hết đẹp rồi. À. Mà không có mây gì nó trong vắt hết, mặt trời nó nằm sát quý biển mình chụp nó mới đẹp nè. Tròn luôn không? À, cái đó ở Rạch Giá, là chụp được cái mấy cảnh đó nhiều lắm. Là phải dùng máy kia kìa. Máy kia phải chỉnh được cái nó tròn. Còn thôi, còn sáng hoài chứ đó nè. Nó lé ra ngoài, nó không gom được. Rồi lên tắm đi rồi về con ơi, lạnh quá rồi. Bon, xuống đi, hết cát đi lên con. Đi lên. Mặt trời lặn rồi. Lâu lắm đi, rồi. Đi con. 3 tiếng hơn rồi Bon.